Xin chào toàn thể quý vị, xin chào toàn thể các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha keo để chúng ta sơn lên quả dừa để làm dừa rát vàng. Và với nội dung video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cách pha. Đầu tiên chúng ta cần có một loại keo, keo này gọi là keo chuyên dụng. Và chúng ta sẽ pha hòa với nước, và tôi cũng cho thêm cả một chút màu vàng vào để tạo thêm cho quả sẽ được vàng đều hơn, và khi sót màu chúng ta sẽ không bị lộ. Và chúng ta cùng hòa keo. Các bạn chú ý, khi keo hòa ở mức độ mình như thế này để vừa này, keo không bị đặc quá và không bị loãng quá, chúng ta có thể vẽ được. Đây, các bạn thấy keo. Nếu mà keo đặc quá thì các bạn quét rất là khó, không mượt tay, và keo loãng thì sẽ bị chảy nước, chúng ta nên cho vừa. Rồi, bắt đầu. Đầu tiên chúng ta hãy cầm quả dừa lên và chúng ta quét ở dưới ít quả dừa trước. Các bạn chú ý theo dõi từ đầu video đến cuối video nhé. Khi rát vàng mà các bạn mà quét keo không kỹ thì vàng sẽ không bám vào quả, và lúc đó sẽ bị sót và không thể nào dính vào được, trông một sản phẩm sẽ bị lỗi. Do vậy các bạn cần quyết kỹ. Tiếp theo tôi có một cái đế để chúng tôi gắn vào quả. Rồi, và các bạn thấy nó sẽ đứng rất là vững chãi và nó không bị bám keo vào đồ nếu các bạn để thế này. Rồi, như này sẽ rất là nhanh khô, và tiếp theo chúng ta hãy quét ở trên phần trên quả dừa. Và các bạn cứ quét lần lượt. Các bạn chú ý quét đều nhé, quét đều không để sót. Khi nếu mà chúng ta để sót thì khi lúc rát vàng vào sẽ có rất nhiều chỗ hở ra, hở màu xanh ra, trong sẽ không để bị lỗi. Rồi, như vậy là chúng ta đã cơ bản xong phần thân của dừa. Và tiếp theo chúng ta đi sơn lên phần tai dừa và những cái râu. Ở trên phần tay và râu của quả dừa nó rất là nhiều chỗ, các bạn có thể cho đậm hơn, keo có thể có nhiều hơn thoải mái. Đấy, và như các bạn đã thấy, bước đầu tiên đó là quét keo lên trên quả dừa. Và sang video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rát vàng. Và sau khi quả dừa này đã quét keo xong thì chúng ta hãy phơi ra ngoài trời mát, nhiều gió để cho nhanh khô quả dừa. Thời gian được khoảng từ 4 đến 6 tiếng thì là sẽ chúng ta tiếp tục làm bước tiếp theo. Và các bạn chú ý theo dõi tiếp theo
các video tiếp theo. Đầu tiên tôi sẽ có một video dát vàng, và các video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cách viết chữ, cách làm chữ lồi, cách trang trí trên quả dừa, ví dụ như trang trí cành đào, trang trí cây tre, cây trúc, hoa mẫu đơn, hoặc là cây tùng, cây bách, tùy theo mỗi chữ mà có thể trang trí riêng. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn có thể like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng biết, và đăng ký kênh để đón nhận được rất nhiều các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.